Không biết từ bao giờ, Đà Lạt đã trở thành thủ phủ của những quán cà phê xinh xắn độc đáo với nhiều phong cách vùng miền và cả những quốc gia Á-Âu. Một trong những địa chỉ đang được nhiều du khách ví như Nhật Bản thu nhỏ giữa thành phố ngàn hoa là Mars Milk Tea and Gelato. Một khu phố Nhật được tô điểm bằng những chiếc đèn lồng đông màu và hình ảnh chú mèo may mắn, biểu tượng đặc trưng của xứ sở hoa anh đào, sẽ mang đến cho du khách một cảm giác như đang được đi du lịch ở đất nước mặt trời mọc. Bên cạnh đó, sự kết hợp hài hòa với một vài nét kiến trúc cổ điển của Đà Lạt xưa cũng sẽ mang đến cho thực khách cảm giác mới mẻ và thú vị. Gây ấn tượng mạnh với thực khách khi đến đây còn có khu vực tầng trên được thiết kế với những chiếc đèn nhỏ thắp sáng khắp nơi, phản chiếu qua tấm gương lớn và xen kẽ là vài chiếc bàn ghế nhỏ xinh. Vườn quốc ánh sáng này đã thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và sáng tạo nhiều bộ ảnh ấn tượng. Không chỉ phong cách thiết kế, thức uống ngon cùng thực đơn đa dạng là một điểm cộng lớn tại đây. Đó là sự kết hợp giữa các loại trái cây nhiệt đới với trà, sữa và kem mang đến hương vị đặc trưng rất riêng như mango nada, trà nguyên bản kết hợp kem cheese, sữa chua trái cây. Ngoài ra, từ địa chỉ này, du khách có thể thuận tiện di chuyển tới nhiều điểm tham quan như sân ga, khu trung tâm, dinh Bảo Đại,